không hề la mắng hay phê bình, phán xét, ngoại trừ những lúc khi việc la mắng đó sẽ thực sự dẫn tới sự hiểu biết. Do đó không bao giờ mục đích là la mắng hay làm quý vị xấu hổ và mất mặt, trừ khi điều ấy có thể khiến quý vị tỉnh thức theo một cách nào đó. Nhưng đó là cách Hòa Thượng dạy chúng ta làm thế nào để nhận biết quá trình tan chảy, bản ngã. Ngài không tới và nói như, ồ, con làm sai rồi, thật ngốc nghếch, thật xấu hổ, rồi la mắng quý vị. Và Ngài cũng không nói, con phá giới luật của mình rồi, không hề la mắng hay phê bình, trừ khi việc la mắng hay phê bình sẽ thực sự dẫn tới sự tự hiểu biết. Do đó không bao giờ mục đích là la mắng hay làm quý vị xấu hổ và mất mặt, trừ khi điều ấy có thể khiến quý vị tỉnh thức theo một cách nào đó. Đôi khi, mọi người có ấn tượng rằng sư phụ luôn rất đáng sợ. Và tôi thì có thể nói rằng 95% những kinh nghiệm của tôi với Ngài rằng Ngài vô cùng nhân từ và kiên nhẫn. Thậm chí khi Ngài đang nói với tôi rằng tôi đang làm sai điều gì đó, Ngài nói điều đó một cách rất nhẹ nhàng. Hoặc giả sử như nếu Ngài đáng sợ và Ngài la mắng, thì tôi nghĩ rằng có một phần phía sau trong bối cảnh mà mọi người không thấy. Và trong việc la mắng đó, luôn có một sự đón nhận trở lại. Một khi quý vị hiểu được điều đó, thì việc đó không còn nữa. Và tôi sẽ kể một chuyện. Có lần sư phụ nói với tôi, và điều này không phải là bất thường, Ngài hỏi ý kiến của chúng tôi rất nhiều. Ngài nói với tôi, vậy có điều gì ta làm mà con không thích không? Và tất nhiên tôi đã cực kỳ lúng túng. Làm sao tôi là một đệ tử lại đi nói sư phụ là có điều gì tôi không thích về Ngài? Nhưng tất nhiên sư phụ đã không cho tôi tránh né. Ngài nói, không, ta rất nghiêm túc và thật sự muốn biết. Rồi cuối cùng tôi nói, con rất không thích khi người nào đó bị la mắng. Và rồi sư phụ biết đó, mọi người xa lánh và không nói chuyện với họ. Điều đó khiến con cảm thấy sợ hãi. Và Ngài chỉ nhìn tôi và nói rằng, đó chỉ là tạm thời thôi, chỉ đến khi họ hiểu được. Và tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng, rằng nếu Ngài la mắng ai đó, việc la mắng ấy không bao giờ là để làm tổn thương ai đó. Việc la mắng ấy luôn vì muốn giúp đỡ họ, và luôn là vì không có cách nào để thức tỉnh họ. Ngài không bao giờ la mắng mọi người chỉ vì thích la mắng, mà chỉ là nếu việc la mắng đó sẽ giúp quý vị, thì Ngài có thể rất đáng sợ vào lúc ấy. Nếu quý vị cần ai đó rất nhã nhặn, thì Ngài rất nhã nhặn. Nhưng tâm của Ngài luôn ở chỗ cố gắng giúp quý vị và cố gắng giúp quý vị bớt khổ một chút và được vui vẻ. Và tôi nghĩ rằng một điều khác tôi muốn nói là Ngài thật sự muốn chúng ta được hạnh phúc. Không một điều gì trong Phật Pháp nói rằng con người cần phải khổ sở cả. Chúng ta cần hân hoan trong niềm vui thích Phật Pháp, và hầu hết thời gian là Ngài truyền đạt sự vui thích vô cùng đó khi học tập Phật Pháp. Bà tôi kể về Ngài rằng Ngài là một trong những người vui vẻ nhất mà ông từng gặp. Họ đã ở đó với nhau chỉ cùng cười vui. Quý vị biết đó, bà tôi và Hòa Thượng đã cùng cười vui với nhau hàng giờ ở phía sau chùa, hoặc điều gì đó tương tự như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.